nhưng lượng điện chỉ đáp ứng được hơn 40% nhu cầu sử dụng của miền Trung. Do khoảng cách cấp điện nên các phụ tải vẫn quá dài so với yêu cầu, nên công suất truyền tải bị hạn chế, chất lượng điện cuối nguồn không đảm bảo. Ba thời dung, lưới điện miền Bắc cung cấp cho miền Trung với chiều dài 203 km đã khiến việc truyền tải khó khăn như vậy. Thì đến miền Nam với khoảng cách gấp 10 lần như thế, thì việc truyền tải điện năng sẽ còn khó khăn như thế nào? Tại miền Nam, nơi được hoạch định trở thành trung tâm công nghiệp quốc gia, vì ấy luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trầm trọng. Toàn khu vực miền Nam chỉ có thủy điện Trị An với công suất 440 MW, thủy điện Đa Nhiêm với công suất 100 MW. Và nhiều vụ thủy điện chạy sau thủy điện, những trang học, vũ lực của chính quyền Việt Nam Cộng hòa bỏ lại. Hệ thống này là do Mỹ viện trợ từ trước đó. Thế nhưng, sau năm 1975, hệ thống phát điện chạy dầu diesel đã gần như phải dừng hoạt động vì Mỹ cấm vận. Trước năm 1991, Liên Xô cũng chi viện dầu cho Việt Nam để vận hành hệ thống này, nhưng số lượng không đáng kể. Lúc bấy giờ, Sài Gòn phải luân phiên cắt điện 3 đến 4 ngày một tuần, thậm chí 5 ngày liên tiếp mỗi tuần. Thiệt hại về kinh tế là vô cùng lớn. Theo tính toán, mất điện một ngày đêm, thành phố Hồ Chí Minh thiệt hại từ 45 tỷ đồng. Giáo sư Thái Phụng Nê, Nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng cho biết. Người nước ngoài đến người ta bán cái này mà cũng mời chúng tôi vào để kinh doanh thì chúng tôi không làm đâu. Còn dân thì biết cực khổ đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn lắm mà cứ một tuần 7 ngày, 4 ngày có thì không có điện. Thế ai chịu được? Thiếu điện là trở ngại lớn nhất khiến các doanh nghiệp nước ngoài không muốn đầu tư vào Việt Nam trong thời điểm đó. Để cứu lấy Việt Nam, Thủ tướng của Việt Nam khi đó là ông Võ Văn Kiệt đã ra chỉ thị bằng mọi giá